xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn về kia video đó là hướng dẫn các bạn cách sử dụng điện thoại android nhé đó thì video này thì mình làm với mục đích là chia sẻ cho những bạn mà mới sử dụng điện thoại android lần đầu đó người lớn tuổi này hoặc là người già mà đang có sử dụng đang có nhu cầu sử dụng điện thoại thì sẽ có thêm một số thông tin thông tin để tất cả mọi người tham khảo nhé hiện tại thì ở đây là mình đang sử dụng một cái điện thoại Nokia Android các bạn nhé điện thoại Nokia 2 Nokia 2 thì họ bán vào năm 2017 đó và mình mua thì 2018 mình mới mua tức là sau sau khoảng một năm thì hệ điều hành Android bây giờ là hệ điều hành Android ở trên cái điện thoại này là hệ điều hành Android 7 các bạn nhé thì hiện tại là cái dòng hệ điều hành bây giờ là nó đã lên hệ điều hành Android uh, Android 10 rồi đó thì Android 10 thì nó bảo mật tốt hơn cũng như là cái cái cách sử dụng thì nó cũng gần gần tương tự nhau thôi không có gì khác nhiều lắm à, chỉ khác nhau về cái giao diện thôi còn về uh, về cái cách sử dụng thì gần gần giống nhau các bạn nhé cho nên là À, nếu các bạn nào biết sử dụng điện thoại Android 7, Android 8 thì các bạn cũng sử dụng điện thoại Android 10 bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ bồ qua cho các bạn về một cái điện thoại Android, đó là điện thoại Nokia 2 nhá. Ở đây mình lấy để mình làm ví dụ thôi. Thì đầu tiên là mình sử dụng điện thoại Android thì khi các bạn mua điện thoại thì các bạn nên sắm cho mình một cái ốp lưng nhé để trường hợp là các bạn điện thoại bị rơi chẳng hạn hoặc là bị va đập thì cái ốp lưng này này ốp lưng này nó sẽ hạn chế được cái tác động vào điện thoại của mình đấy ví dụ như là tránh cái vỡ vỡ nắp điện thoại này rồi tránh cái việc là vỡ vỡ màn hình chẳng hạn đó ở đây thì ốp lưng đang có đấy các bạn này tháo ra được nhé đấy, đấy là ốp lưng của nó này đấy. thì ngoài cái việc là ốp lưng thì bảo vệ điện thoại của mình thì nó còn làm cái một cái vật trang trí cho điện thoại của mình rất là đẹp đấy ví dụ như là ốp rừng màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Đó này là tùy sở thích của các bạn nhé Thì khi các bạn mua điện thoại thì tùy từng cái hãng họ có thể là họ cho mình một cái ốp lưng luôn. Hoặc là các bạn có thể mua thêm. Mua thêm thì nó có giá dao động từ 50.000, ngàn, 60.000 vân ngàn, vân. À, tùy chất lượng của cái ốp lưng này. Đó. Rồi bây giờ điện thoại này các bạn nhé Thì đối với điện thoại thì hầu như là camera thì Đi thoại Android thì camera chụp chụp hình hoặc là quay phim thì nó nằm ở đằng sau này nhé Là thường thường là cái uh, camera tốt hơn ấy thì nó nằm đằng sau. Còn camera quay phim thì nó sẽ nằm ở phía trước này này. À, camera dùng để cho gọi uh, gọi video chẳng hạn, đấy, tức là gọi thoại đấy thì nó nằm ở phía trước này, ở đây nhá. Nó ở phía trước này, này. Ở đây có một cái loa. Loa này loa thoại này. Loa thoại tức là dùng để khi các bạn gọi điện này hoặc là các bạn uh, đàm thoại đấy các bạn gọi video thì các bạn nghe bằng cái loa này này đó còn cái loa ngoài ấy, loa ngoài của cái máy này thì nó nằm ở đằng sau này các bạn này đấy cái loa ngoài ở loa ngoài này là cái loa mình dùng để nghe nhạc và xem phim đấy nghe nhạc và xem phim thì khi các bạn mở nhạc lên hoặc là các bạn mở phim lên ấy, thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng cái tiếng phát ra thì nó sẽ phát ra ở cái loa ngoài này đó thì các bạn lưu ý là hầu như ở điện thoại nào nó cũng có hai cái loa nhé một cái loa ngoài để để chúng ta nghe nhạc và xem phim đấy và một cái loa trong này này cái loa này dùng để đàm thoại tức là dùng để cho việc là khi các bạn gọi điện đấy thì chúng ta có thể à, nghe được cái người bên kia nói đó gọi là loa trong loa trong nhé đấy rồi cái thứ vấn đề thứ ba là cái nút nguồn nút nguồn của máy này à, nút nguồn của máy nokia này thì nó ở đây các bạn này thường thường là nút nguồn là nó nằm riêng một mình các bạn nhé nó nằm riêng đây nút nguồn đây các bạn chỉ cần ấn một lần thôi. Ở đây nó nằm ở cánh phải này. Đó, chúng ta chỉ ấn một lần là nó sẽ ra luôn. Rồi, thì nó ra cái cái bảng số này thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào cho máy thôi. À, nếu máy bạn mà cài mật khẩu ấy thì các bạn sẽ nhập mật khẩu nhé. Còn nếu mà không cài thì các bạn sẽ vào giao diện chính của máy luôn. Rồi, cái nút thứ hai là nút cái nút dài dài hơn ở đây này là cái nút tăng giảm âm lượng tăng giảm âm lượng nhé bên này đã tăng giảm âm lượng đây, ví dụ như mình bấm cái này thì nó hiện cái nút chuông ra này đó đây đó ở phía trên này là chuông nếu các bạn là chỉnh như thế này này có nghĩa là chuông nó sẽ lớn lên khi các bạn là khi người khác gọi đến ấy, thì cái cái chuông điện thoại nó sẽ báo lớn hơn nhá đó, báo lớn hơn còn nếu mà các bạn vặn nhỏ lại như thế này này thì khi người ta gọi đến thì mình sẽ nhiều lúc là mình nghe không được vì, vì âm nhỏ quá thì đối với cái chuông này thì mình nên vặn nó lớn hơn một chút đó âm thanh nó phải lớn hơn một chút rồi cái thứ hai là cái loa ngoài Gọi là phương tiện loa ngoài này thì mình uh, tùy các bạn các bạn muốn nghe âm thanh to nhỏ thì các bạn chỉnh ở đây gọi là loa ngoài đó dùng để nghe nhạc và xem phim rồi về dưới này là báo thức đấy rồi bên này nữa các bạn này ở đây này trên này là một cái Trên này là cái chắc cắm 3.5 này Chắc cắm 3.5 này là dùng để gắn tay nghe Và dùng để gắn loa Loa, loa máy tính ấy. Loa loa ngoài Tức là các bạn muốn nghe nhạc mà các bạn muốn dùng tay nghe Thì các bạn gắn tay nghe vào đây Cái chắc cắm 3.5 các bạn gắn vào đây để các bạn nghe nhé Đó Hoặc là các bạn có cái loa ngoài cái loa mà người ta hay dùng cho máy tính ấy, thì các bạn có thể gắn cái chắc cắm 3.5 đấy vào đây thì các bạn có thể nghe nhạc được ở trên cái cái loa máy tính đó được mà không cần phải kết nối vào máy tính nhá đó thì hiện tại thì điện thoại thông minh hiện nay là cho phép chúng ta gắn vào cái loa loa vi tính ấy để chúng ta nghe nhạc rất là hay nhá đó. rất là hay lại không luôn không chất lượng âm thanh thì không không thua gì đối với máy tính các bạn nhé đó rất là thuận tiện Rồi bộ phần thứ thứ năm thứ năm là cái cổng sạc cái cổng sạc này là dùng để chúng ta cắm dây nguồn vào đây để chúng ta sạc pin này đó cái cổng sạc usb nhỏ cái cổng sạc micro usb này các bạn gắn vào đây các bạn sạc nhá ở đây các bạn này đối với điện thoại android thì mình sẽ có cái cục sạc đúng không khi các bạn mua điện thoại android thì họ sẽ phạc, họ sẽ cung cấp cho mình cái cục sạc thì cái này là cái chân cắm chân cắm micro usb này cái này các bạn gắn vào đây để các bạn sạc nhá đây cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ này này đây này các bạn gắn vào đây các bạn sạc. Đó, các bạn gắn vào đây. Đấy, các bạn nhấn mạnh tay vào nhé. À, nếu các bạn gắn như thế này không được thì các bạn lật lại nhé. Lật lại như thế này. Thì các bạn sẽ gắn được. À, như thế này không được thì các bạn lật lại. Các bạn gắn vào nhé. Rồi. Còn cái đầu bên này. Cái đầu bên này thì các bạn gắn vào dây nguồn này. Các bạn gắn vào ổ điện đấy. À, giống như các bạn đã cắm cái phích cái phích điện của cái quạt điện mà mình sử dụng hàng ngày ấy. đó các bạn gắn vào cái ổ điện thôi là cái máy này chúng ta sẽ sạc pin sạc pin cho điện thoại à, lúc điện thoại yếu pin nhá đó rồi cái cái loa tai nghe nữa các bạn nhé ở đây có một cái tai nghe nữa này đó tai nghe này đó. tức là khi mà các bạn nghe nhạc mà các bạn không muốn làm phiền đến người khác chẳng hạn tức là các bạn muốn nghe nhạc một mình ấy, thì các bạn sử dụng cái tai nghe này để các bạn nghe nhé thì cái này các bạn nhét vào hai cái lỗ tai này đó hai lỗ tai còn cái, cái chân này cái chân này là chân gọi là giấc cắm 3.5 chắc cắm nhỏ nhé đó thì cái này các bạn cắm vào cái phần ở trên này này đó các bạn tìm ở cái cành trên này đó. hoặc là cành dưới này thường thường thì cái chắc cắm 3.5 tức là chắc cắm nghe nhạc thì nó sẽ nằm ở cành trên hoặc là cành đáy của điện thoại nhé các bạn tìm ở hai cái mặt hai cái cành này thôi thì lúc này các bạn gắn vào đây để các bạn nghe nhạc đấy các bạn gắn vào này đấy các bạn bấm khi nào mà nghe cái tắc như vậy là được nhé bây giờ gắn lại đó thì lúc này các bạn mở nhạc lên đúng không các bạn mở nhạc lên thì kia uh, hai cái tai nghe này nó sẽ phát nhạc và các bạn bỏ vào cái lỗ tai của mình thì mình sẽ nghe được nhé đó là cái cái chắc cắm của tay tai nghe tai nghe rồi ở trong quá trình các bạn các bạn sử dụng thì các bạn chú ý là uh, do cái điện thoại của mình là mình hay di chuyển này rồi mình hay để ở trong uh, túi quần túi áo cho nên là cái ống kính này nó sẽ bị dính bụi bẩn này nhá dính bụi bẩn đó thì những bạn nào mà hay chụp hình hoặc là quay phim ấy thì các bạn chú ý là mình phải dùng khoảng một tuần hoặc là hai tuần các bạn dùng cái rẻ mềm ấy các bạn lau cái ống kính này này đó, lau sạch cái ống kính này nhá để các bạn là chụp hình hoặc là quay phim thì nó nét hơn. À, cái việc này thì có vẻ rất là đơn giản nhưng mà một số bạn vẫn hay quên nhé. À, một số bạn là khi mà cầm điện thoại lên các bạn thấy cái hình ảnh của mình chụp bị mờ này à, hoặc là video của mình chụp nó hơi mờ một chút thì các bạn là chú ý là mình phải lau cái ống kính này bằng cái vải mềm nhé và mình lau bằng vải mềm vải mềm khô các bạn nhé không nhất thiết là phải dùng cái vải vải ướt đâu. vải ướt nhiều khi nhiều lúc là cái vải ướt nếu mà các bạn dùng vải ướt thì các bạn phải vắt thật khô nhé cho các bạn lau lên lau lên à, lau xong rồi các bạn lại lấy một cái vải khô các bạn lau lại để cho đánh hết để làm sạch cái lớp nước ở trên cái cái mặt kính này đấy thì đối với bản thân mình thì mình đã sử dụng điện thoại lâu rồi và mình cũng hay quay phim và chụp hình đấy à, chẳng hạn như bây giờ là mình vẫn đang quay quay phim quay cái video này lên cho các bạn và chia sẻ cho các bạn xem này thì mình đối với mình thì một tuần là mình sẽ lau lau ống kính là một lần bằng vải mềm Đấy, và tốt nhất là các bạn lấy cái, cái vải mà vải của kia lau kính ấy, lau kính kính đeo đeo mắt ấy. đó cái tấm vải đeo kính lau mắt đó đó là kính mắt ấy. thì nó sẽ rất là rất là hay hơn và lau rất là sạch nhé Đấy, đó là về sử dụng camera các bạn nhé Đấy, camera trước cũng vậy nhé các bạn cũng lau rồi màn hình các, màn hình các bạn cũng phải lau đó đối với màn hình thì các bạn cũng phải lau đó là các bạn cũng dùng rẻ thấp nước nhé thấp nước sau này các bạn vắt khô à, các bạn vắt khô thật khô rồi các bạn bắt đầu lau lên Đấy, và chú ý là khi mà các bạn lau lau ấy các bạn lau màn hình là các bạn đừng có mở màn hình lên nhé đừng có để đèn sáng nhé ví dụ như thế này này à, khi các bạn lau màn hình mà các bạn để màn hình sáng như thế này là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của màn hình sau này cho nên các bạn lưu ý là khi mà mình vệ sinh màn hình điện thoại là mình phải tắt nguồn nhé lại tắt tắt màn hình đó À, lý do là vì cái màn hình ở dưới cái màn hình này nó có một số cái bản mạch này, cái bản mạch mạch điện rất là rất là tinh vi, đó, phức tạp. khi mà các bạn mở màn hình lên cho nó sáng, đồng thời các bạn lau lau nước ấy, lau nước là nó có thể gây ra hiện tượng là loạn cảm ứng nhé, loạn cảm hứng và nó làm hỏng cái điện thoại của mình. đó. khi mà điện thoại bị loạn cảm ứng thì à, chúng ta sẽ gặp rắc rối và rất là khó sử dụng. đấy. rồi thì video này mình xin dừng lại ở kia cái phần là sử dụng bên ngoài thôi nhé các kia chắc cắm của cái điện thoại này các cái chắc cắm trên điện thoại và cách sử dụng này rồi cách vệ sinh màn hình rồi vệ sinh ống kính này đấy đó là những cái phần cơ bản nhất cho những người mà mới sử dụng điện thoại Android lần đầu nhé lần đầu những người lớn tuổi này người ra mà đang có nhu cầu sử dụng điện thoại đó thì video tiếp theo thì À, mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về cách sử dụng điện thoại Android bằng cách là đi vào các cái chức năng chính, đó, các cái chức năng chính ở trên cái màn hình của Android à, đó là các cái ứng dụng này à, nghe nhạc xem phim rồi là cách tải như là cách xóa cái ứng dụng đó thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các cái video hướng dẫn tiếp theo nhé rồi mình xin dừng video tại đây nhá cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video sau video này mà bạn nào có vấn đề gì cần chia sẻ thì các bạn cứ comment ở dưới nhá các bạn cứ comment thoải mái thôi mình sẽ trao đổi thêm cũng như là chia sẻ cho các bạn thêm một số cái kinh nghiệm về sử dụng điện thoại nhá điện thoại android làm sao để cho nó an toàn và bền lâu nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình có động lực làm thêm các video khác tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn nhé rồi xin chào tất cả các bạn